Okay, Merry Christmas. Yo. Ba lô ạ. Yo, Ellen. Vãi thì nghe ba lô ạ. Tiếp tục là màn hai cảnh ba. Trời mới có 3 giờ mấy mà tối hù giống như là 7-8 giờ chiều. Thấy gì thì thấy gì vui không? Chắc phiền cũng có ăn đó rồi. Không có kêu quá trời luôn, kêu mà muốn mà em đứng ở ngoài trên núi em bỏ chị hoài em thấy chắc thấy gì. Chỗ của Quyền cũng thấy ai luôn, không có người nào đó luôn. Mưa này kêu không nghe đâu. Mưa em đứng trong nhà luôn rồi chị ăn. Thôi vậy hả? Kêu không có đâu. Vậy là chắc mưa đi hết rồi. Kêu đi hết rồi. Bạn nên cái nhà kêu có người lúc chuyện kêu không ai thay ra luôn. Quy cũng nghe luôn, Quy quá trời nghe. Hôm nay lạnh á, hôm nay lạnh chứ sợ lạnh chết. Lấy lại cái áo đỏ mặc cho anh đi. Đâu có đâu. Ủa chồng vô không được hả? Rồi anh đừng có lạnh nè. Nó lạnh sắp khô rồi. Chúng tôi nhà hàng mặc được rồi. Chắc đi trên không vô á, dày ướt. Dày ướt hả? Trong xe dọn đồ gác chơm xác để chở, nghe trên xe không có đồ. Tự nhiên sao giờ lạnh á, chị Ly đi rồi chứ ở đi xuống có lạnh. Thấy đó, mình mặc áo thêm thoát không? Nè, áo này đi khô rồi mặc vô. Mặc thêm thoát nó không lạnh luôn, bây giờ lạnh. Già rồi. Già rồi. Già rồi. Trước đi đang lái xe chạy vậy mở ghế ấm lên. Già rồi. Già rồi. Già rồi. Để đi lên cà đi. Anh đi nó mở cái xe. Trời mưa tối tiếp tục chương trình đi ăn. Anh Khanh đó là 365 ngày đều lễ. Ngày nào cũng lễ chứ không phải là nghe ngày lễ. Đừng có bày đặt nói là ngày lễ ngày mà chối. Đây nè, hồi nãy á là anh Khanh ngồi tới bên cái chỗ kia sáng thấy áo nhà nước con hồng cho con chối là chết. Là người ta ở trên nhà hàng công biển á, người ta cũng ngạc nhiên luôn. Người ta nói á, hồi xưa ông này lại đập phá nhà hàng, uống xỉn vô đập phá luôn. Mà bây giờ là ổng ngon là nó đẹp đẽ vậy, nó sợ bà Hằng không mà vậy. Chứ không sợ bà Hằng là xong rồi. Em thì anh Khanh nói cho em thì nghe nha. Để anh sợ Hằng còn hơn sợ mẹ anh á. Mẹ là uống công khai, còn Hằng là anh phải uống lén. Mà anh cũng chống. Mẹ là uống công khai, Hằng anh phải uống lén. Đi đâu, đi đâu, muốn bánh tinh định nè. Dạ, ăn bún kêu đi. Kêu đi. Ê, mấy người muốn ăn có nước nước cho ấm nè.
lạnh lạnh luôn nước được đồng trên bàn phía tụi bác nói đâu không biết nào rồi rồi nó đi buồn nói sợ thì quá đáng. Alo để rồi để rồi bây giờ bún bún riêu đi bún riêu đi nhiều rồi bún riêu. Ơ ăn lẩu mông cổ hả? Lẩu lẩu mông cổ ở đâu vậy? À, ăn lẩu phố cổ hả? Ăn lẩu cũng được. Phố cổ đâu? Phố cổ đằng kia kìa, chạy qua đó luôn. Ờ, ok. Rồi. Lẩu à, lẩu à, ăn lẩu. Chán nước sức sức rồi ăn bún được á. Đây lạnh nè. Mưa này chỉ ăn lẩu. Bây giờ mưa dữ không? Mưa. Nếu mà mình ngồi đó mình chờ mưa. Đi phát đi hết á. Đi phát ngồi đó chờ thôi không nào. Cho nên là chạy xe tại vì bữa nay là có mấy anh được rửa rồi mà lái xe lạng qua lạng lại mới đi phát từ nhà được. Lẩu mông cổ ở đâu? Phố cổ ở đây. Phố cổ nè, phố cổ nè. Phố cổ lẩu mông cổ nằm đây. Bên kia. Gần phố nét kìa. Má này, nô chúng ta. Không nói mấy gà. Để nuôi móc kinh đâu cái đợt hút xì gà được rồi mở xe ra rồi rồi đẩy kéo lại Ly ơi ôi cho bé rồi xuống đi ta quá trời mưa rồi khoan mưa chó đi khăn mưa đi vô đi vô khóa lại bấm xe khóa nãy giờ nếu không biết à thấy rồi thấy nha. Đó, khóa chưa? Cầm chắc. Ờ, kéo thử đi, kéo thử đi. Không, kéo cái xe. Cởi bên trước, ừ. Rồi, khóa rồi, đặt đây. Thôi. Ông cổ, trời ơi, lạnh quá. Bây giờ nè, quay lại đi, chương trình nè, tập tay, ông cha nó ăn lẹ lên. Chưa. Kìa, đi kìa. Rồi, bắt đầu là tập 2 là đi ăn lẩu nha mọi người. Trời, mưa là đang lạnh quá. Nó đỏ để thấy đỏ nè, đỏ luôn. Đó rồi bây giờ là đi ăn lẩu. Lẩu mông cổ. Lạnh này mà hấp lẩu vô nó ấm cho mọi người. Mông cổ á. Ok, rồi. Let's go. Giang ơi, ăn xong mông cổ. Bố ơi. Quá lắm rồi, quá tuổi. Đừng che anh lính đám cưới nhà bên em ơi. Em sẽ là cô dâu đẹp tuyệt vời. Đồng trai trong ngắm đám cưới của em. Chiều nào nó vô rồi. Không xin nữa. Ờ thiếu mình cho trong này. Nó trai nhà gõ. Go. Big table. Để họ sắp xếp. Thank you.
Bữa nay là cái gì vậy? Dạ. Đó, rồi bây giờ nè, nếu bây vòng vòng cái bàn thấy hết bàn mình không? Thấy hết rồi. Rồi. Bây giờ vô đây là ăn lẩu mông cổ. Ủa cái này là tiệm mông cổ vậy hả? Đúng rồi, mông cổ. Cái này theo anh biết là cái này cái nấu luôn á, bắp bột đây thôi. Rồi, anh Mỹ ơi, coi mình ngồi xuống đi em nhé. Có xong đổi đi anh Huy đó. Chắc nhà, chắc hả? À, giờ đưa máy, quay cho. Rồi, ngồi xuống đi. Anh em order đi ha. Ok, đó mình giờ là mình ăn lẩu nè, ăn lẩu. Nè, ăn lẩu thôi cơ lợt cứ mất kiến đen ra đi. Ta tối hù trời không thấy đường đi nữa. Mà đeo mất kiến đen sao thấy đường đi. Có sức mà cũng cay. Có. Ray-Ban. Rồi, giờ lẩu gì? Lẩu dê. Anh thích ăn lẩu. Đâu có lẩu dê. Lẩu mông cổ thường thường lẩu, lẩu mình ăn với gì? Một cái spicy, một cái không spicy. Mà một cái gỏi đó sẽ là. Rồi chia phần nữa, phần nữa. Ủa rồi. Ủa anh Huy ăn đây rồi hả? Ăn dắt gia đình vợ con ăn rồi. Ok, số order đi. Không, là không biết thì cứ kêu đi. Không, anh ăn đây anh thấy món nào ngon. Ngon thì kêu đi, anh qua mình đến thì nấu đây đọc rồi. Anh biết là kêu đi chờ. Không thấy rõ nữa. Ăn đi đó cha mong một phần nữa có ai không chuyên nữa spicy xì không có công tay xì dạ chị ăn ăn lát cha cái mông dính vô cổ luôn nó hoàng lập nào loen mà lẹ lẹt là... có nhờ lên có cái nè nè tao tao không biết tao bò đồ á mặt chứ bò cái bò rau bò thì mới nói lẩu dê đi kêu kêu cái lẩu dê anh thích ăn lẩu dê lẩu dê ăn nóng nóng mà ấm ha, ấm, ổn, spicy hơn mà. Ừ, một người spicy, một spicy tại người cầm nấu mà cầm cho một cái Chicken mushroom. Cái bò thì để mấy cái rau cải gì đó. Ok, bắp khoai nè. Bắp khoai. Bắp cải gì nữa. Nè, all that. Cabbage. Có pumpkin nữa nè. Bí, bí. Đủ, đủ thứ chứ. Thì cứ qua mà cho thêm làm cho. Khoai môn nè. Oh yeah, yeah, khoai môn. Khoai môn đúng rồi. Bên này nè. Khoai môn nè. Ok, ok, một cái không phải chèm khoai môn. Chèm môn. Khoai môn bỏ vô là cabbage. Ok, tofu ăn tofu không? Tofu thì cứ cơ luôn đi. Ok thôi, mushroom ra. Cứ chọn ở mushroom. Đủ thứ loại. Ông hay lúa, ông gà. Ông gà. Đây con nè, hai con. Dạ. À là tôi leo lên. Có nón của bông. Gà, gà đó. Có vàng vàng như này đẹp, vàng vàng như này. Nói lên nữ rồi. Giang đổi, giang đổi. Cái này công chúa đổi nặng. Đi lấy đổi. Đổi nữ mông cổ á. Mình để đổi sao đây, đổi vậy hả? Rồi chế đây giống mông cổ vậy. Cái này Hoàng Dung. Công chúa đổi. Hoàng Dung. Cái này không biết chưa mặn ngọc. Công chúa mông cổ. Rồi giống vậy đổi luôn ơ. Hoàng. Okay. Cái nón là hàng độc đó nha, cái nón là hàng. Ủa không chỉ tổ, không phải vậy, tôi đổi đàn ông chứ tôi đổi đàn bà. Cho anh chồng lấy tới. Bên kia con cái nữa đó. Rồi, con kia, con kia Hoàng Dung, con kia Quách Tĩnh á. I can't wear this one, right? Take the picture. But not ruin it. Cái đạo về đúng rồi phải không, về phải không? Nói đi, Quách Tĩnh rồi cái gì? Ồ, hay. Được không? Chị đọc nóng khi da chàng. Đọc nóng khi da. Vậy dừa hơn. Vậy dừa hơn. Đó rồi, đó chị ăn dừa. Dừa nha. Ăn đây dừa. Đẹp rồi. Rồi, em đổi dừa đẹp được không? Ok, còn khăn. Rồi, dừa. Chui á. Rồi,
đem kịp cho. Thôi, anh gọi đi để hàng giống quần dung quá trời luôn á. Con này giống ai anh biết rồi, em giống quần dung đi ra vô. Ồ múa. Ôi đóng cửa rồi. Nè. Đóng cửa. Nó order thêm nè. Order thêm nè. Nhà bếp đóng cửa. Order thêm nè. Ờ. Có thể nè. Order thêm. Nó là thêm hả? Order thêm nè. Thì thôi nó đóng cửa. Rồi đại nó có gì cũng được. Được rồi. Just two of each. Ủa ta đóng cửa sớm. Two of each. Vậy mà. Double order. Double order. Ngồi ngồi đây ta chụp quá. Chụp ba người đó tôi nha. Cái nón đẹp quá, nón nón công chúa Mông Cổ luôn á. Cái nón công chúa Mông Cổ luôn. Rồi dính giữa đi. Cầm lại đó. Anh mía cầm đi, em đi để okay. Vui á. Nè, anh hay chụp. Chú mở. Rồi, coi. Đi đến.
Tao bia không ấm nước ngọt. Hả? Bia không có mà. À mình ly rồi chụp tới cho tôi. Đấy, bia không à. Chụp. Nó có. Chụp chụp với anh này đúng không phải không? Nè, phải ngồi xích ra gì nè. Rồi cười nha. Cười nha. Rồi. Rồi, em chụp đẹp không? Được không? Được không? Phải có điều chứ. Lấy điều canh canh nó chính giữa là được đúng không? Được rồi, tôi lưu tặng cho rồi. Để con ngồi cái khung nào tập kè rồi chị. Chị đứng một chút qua đó một chút không? Vậy được không? Dạ, ok, giờ đến người không? Sao đi cái bàn này, bị mắc bàn này sao đây? Đó sao đâu? Chổng lên này nè, dở lên chấm cũng không bị gì dở lên xíu nữa hay là đứng như vậy đứng vậy lên thấy cái nửa người thấy cảnh thôi được không? Chụp đi không quá à lát giờ no ai em đi lộ mặt lộ lên Để lại kia kìa. Mở đi cho. Rồi. Vô bốn người Khánh đứng kế ly kìa. Xích vô. Vậy mới chân dài nè, thấp xuống. Chụp lên. Không cần lấy hết anh Thắng rồi, nó quay đúng mấy trên. Trả lên kia kìa Khanh. Trộn về á, Mía luôn. Có rồi, đàn ông đó. Công chúa Mông Cổ. Hôm nay đi ăn lẩu Mông Cổ cởi ngựa kìa. Sau lưng ta cởi ngựa quá trời. Cởi con lừa chứ không phải đâu.
rồi cái đó đầu mấy con dê á, cái đầu đâu cần ghê lắm, cần quá, cần không thích bỉ cãi đấy. Ồ, bóp xa lại chút rồi nè, đánh bóp xa. Mật trẻ này ăn chừng cho dọn dép. Ba biết không? Xem mật trẻ này. Trẻ mịt. Trẻ mịt. Con lẩu nhìn hấp dẫn quá. Màu đẹp. Hấp lừa luôn nha. Dễ đâu. Hấp lừa luôn hả? Cao không? Cao cái ớt. Từ từ nó đem ra. Sao? Cái này cái gì à? Hỏi vậy? Hả? Cái gì à? Khoai tây gì không? Thì là môn ra. Tí thả vô, tí cho nó xoay. Toàn là đồ bổ không này, ăn với tối phải cưỡi ngựa luôn. Cái gì kêu vậy? Tôi nói là cưỡi ngựa cho bọn đó, thấy mấy ông kia cưỡi ngựa không? Nó sau lưng mình kìa. Ông thì không bổ bà vợ, không khen. Rồi. Đi trời mưa ngủ xe mà. Bye. Oh. Thịt nè. Bộ không có rau hả? Có. Rồi bây giờ anh Thắng đang quay à? Anh Thắng đang quay mình chụp lẩu hả? Chọc có đắng đi. Mực nó gì? Ủa đó cái gắn thuốc hả? Đưa đâu rồi. Mực thì nó. Mực mình gắp gắp. Có nước đá dưới á. Nước đá dưới. Giới thiệu rồi ăn anh ha. Bỏ vô luôn. Đây, mình đổi mấy cái đầu lại mình trả cho người ta. Đâu, 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 rồi lẩu mông mày. Cổ nha, cái này con dê nè, cái đó là mùi thứ gì hoài đồ ăn đâu á. Mình bữa nay mình ăn Noel, mấy anh em mình nhóm của mình 10 người đúng luôn hả? 10 người đúng luôn nha, ăn Noel là lẩu mông cổ nha. Thiếu chúa rồi. Công chúa, tại công chúa đi hồi cái bộ công chúa sẽ té. Hiểu rồi, công chúa 70 vậy, hiểu. Công chúa 70 yếu. Lạnh nữa. Rồi chưa thôi, đưa công chúa. Ủa này nãy chế xôi mình nghe nè. Rồi. Cái này bò dê. Mày để nó rồi gọi cởi da nó rồi cởi da. Mày. Thôi cho tao bỏ nó vô luôn đi, bỏ nó vô luôn đi. Rồi bỏ nó vô đi. Rồi bỏ nó vô luôn em đi, bỏ vô luôn đi. Ông già Noel chứ kêu Alex chi chứ. Ông già Noel. Ờ bộ không có kêu rau hả? Có mà. Có rau. Có rau không? À có rau chắc là mushroom đó. Đó, con cấp xôi mà. Kìa tới gì ra nữa kìa. Đó. Ồ. Đó, bùa nữa. Bỏ vô hết nó đi luôn nha. Nó chàng quá rồi, điện đầy quá. Từ từ. Rồi chàng hết rồi. Rồi đó, bây giờ chàng. Thằng quay nhóm bên đây. Đó. Ủa sao phản nó ngồi anh Huy mà xích vô đây cho khác bạn chút.
đúng rồi, để mình ngồi mình... còn miếng nữa, anh mới đi hút thuốc nữa hả? Mấy anh chàng hot boy. Nó sắp đóng cửa. Mấy chàng nó đóng cửa. 3 giờ rưỡi á. Nó nói biết nghỉ á. Nó kêu mình kêu cái gì lên một lần. Thấy lẻ mà. Biết về. Giờ cho nó soi đi. Ô, cái lửa hơ rồi cho nó ấm đi. Ủa lửa không nóng hết gì. Để tắt lại thôi. Nè. Mở lên. Đây, đi nè, 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 Ừ, ai cũng bận đồ đẹp hết. That's why ai cũng đẹp. Merry Christmas. Yeah, một hồi nó cũng lê đi. Tại anh cái đèn á, cái đèn rồi. Cái đèn nó đẹp. Rồi, có ai uống bia không? Thôi anh cần uống, anh cần uống, chai hàng vô chàng qua đây hết rồi. Cái. Ngày mai á, em gọi cái giọng của anh cái để em biết, em gọi điện thoại là có một gia để em biết, là nó giỡn thôi chứ không anh muốn nghe đủ thì nghe. Mình để bên đây nè, để đi. Ngày mai có gì làm không? Không, mai nghỉ mà, lễ. Mai nghỉ, nhưng mà mai đừng uống nha. Mai chủ nhật mà. Mai có uống mới đi chung mấy anh em chơi được á, mấy ngày lễ đi chơi mà không mấy uống bia đâu. Mai đi đâu nữa? Em còn dự chương trình tiết mục. Chàng vui cũng xuống được á, bật bộ á. Ờ, chàng vui bữa nay cũng có xuống suối gì hết trơn nha mọi người, chỉ ở thư viện. Đi xuống. Chàng. Đừng nói đi club à, đi nhảy đầm. Chào. Chưa đó là kiểu anh canh tức à. Tới luôn. Với lại mà Alex là phái à, nghe đi club đi nhảy đầm rồi đó ha. Là toàn với Alex là chắc phái, anh đi phái không? Đi club đi nhảy đầm. Đi đi. Phái phải không? Vậy là cười à. Anh canh phái à? Hả? Anh cái này phải cho anh uống chai bia nha. Đất ơi, ở trong người nó có. Để mà trời ơi, tới đi. Thì cho anh uống chai. Một chai, hai chai ngu ok. Ok, một chai ok. Cái kia cũng được, cái kia mạnh. Trời ơi, xin là xin mà không cho nó coi như là lỗi. Uống mà xin nó làm như tôi có tôi tội lỗi lắm. Quanh quanh quanh. Có hàng kèm chế anh được với ổng ai hết. Trời ơi, con nói cho. Vậy mời mốt vợ ổng kèm không được không? Ừ, bạn gái Việt Nam đó. Nếu mà nói vợ không được là không có con nào dám nhào vô, lúc đó đừng nói nha. Không nói chứ bỏ vợ được chứ không bỏ bia rượu được. À, lúc đó cái nói bỏ vợ được chứ không bị bỏ bia rượu. Vậy bây giờ nè, ông tiệc cái gì kêu bằng tiệc tình hả? À, đoạn tiệc với thằng Kali được hay là đoạn tiệc với rượu bia được? Trả lời đi. Có trời quá. Cái lựa chọn. Chọn một ai. Chọn mất tướng, chọn hai quá. Mất hàng rồi anh không biết còn có ai cho anh thôi, bỏ bia. Bỏ bia cho anh. Sao quá. Rồi vậy đây nè, hỏi bây giờ. Toàn nói xạo. Ủa kìa, ông nói hàng bỏ anh tự tử. Nói giờ chọn hàng cái vào bia vẫn còn lại thai thôi. Xạo xạo quá. Xạo xạo phải không? Đây nè, thấy không? Mấy anh em đều nói là ông kêu xạo xạo kìa. Bỏ hoài, em thấy bỏ. Có không? Toàn nói là xạo xạo kìa. Xạo quá. Đó. Ờ, nghe toàn toàn. Tin không được, tin được. Tin đúng được. Dạ. Nói mình bỏ nhưng mà cũng uống lại. À, nói mình. Còn. Anh chưa bao giờ đổi mấy cái nón này qua bây giờ. Mấy ngày lễ, nó mới đổi. Đổi mà anh thấy nó ấm thiệt. Đi ấm hả? Ờ, nó ấm cái đầu. Đó, đi ra cung bay 7, bởi vậy là mai mốt đi suối mùa lạnh này là phải lấy nón nó theo đổi và bít lỗ tai. Thế này không? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng Ngãi rồi, lo so đâu rồi. Đúng rồi, đi đi coi, mới giót nè, đi coi, mới giót nè. Đây là con, đây là con mới vừa gớt là chơi uống á. Dạ dạ đúng rồi. Đi đủ không? Dạ đủ rồi. Được rồi, được rồi. Cách xa đây cũng 3 tiếng. Xa sát không lên rồi. Nó dành nó ngồi gần chị Hằng. Bữa nay nó phải ngồi gần chị Hằng. Tại lâu lâu nó mới được đi chung lần, nó đâu có đi hoài đâu. Thôi đi làm thì phải mừng với em chứ. Còn đi chung với Hằng mỗi ngày là chỉ có không biết. Đúng rồi, thì ý chị nói là lâu lâu mới được đi một lần. Nhưng mà sắp tới đây có thể là xin nghỉ ngày chủ nhật đi.
Để xin tham mày có thời gian. Khi nào mà slow down, khi nào việc làm bớt mình để xin được. Một bên cai bên cai à. Slow down. Áp tên như gì là slow down luôn. Cho nên là nó làm một tuần hết 7 ngày rồi, nó không còn ngày nào mà đi chứ. Tiền đâu chạy hết, cứ bỏ tiền. Xong rồi em đi cái năm rồi em bị té là có anh Thắng đây không? Chúng ta bị té như là Pháp đó không? Cường với Cường với Cường với Thắng với Thắng phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Mình thôi phải không? Té đầu đều đúng hả? Nhớ mà lúc bỏ cái gì ông Tống rồi bóp. Vừa cười chết rồi. Năm rồi buồn cái bồ. Tưởng là mình đi xe rồi. Chưa soi. Chở soi hết bộ mà. Đi xa đâu? Vậy thì đi giá rồi. Chẳng đi rồi buồn mình chết luôn. Tao không đi. Ông uống chai luôn. Phải vui mồm. Đi đâu nếu thích thì chiều thôi cho đi rồi đi uống chai không không ok chạy xe chặn nó kìa uống chai nó hẳn nó kìa chai luôn à chắc hẳn chai giờ nè giang chai nó kìa giang chai nó kìa hòn nó kìa Ok rồi bây giờ mỗi anh em mình ngưỡng chai. Chị ra ai không uống thôi. Anh Điền uống không? Uống này thì nó uống. Ờ uống. Nếu anh Điền uống chai vậy là chỉ còn. Còn uống chai. Còn uống xong là ngủ. Tôi còn ngủ rồi. Tôi ngủ rồi. Còn không có uống. Uống để mình cũng mình Merry Christmas chứ không vậy. Chúc nó sôi hết. Để mà Merry Christmas cho mỗi người uống chai. Cái gì lén cứ quay đuổi tôi hoài vậy nè trời. Ủa là nhiều quá, là hàng có nói là hàng thương anh bé nhất rồi gì là anh Khanh. Nhất tù lên nè, quay cho chị Hương coi. Quay chị Hương, kêu chị Hương phải ốm vậy. Khép đùi vô. Nãy giờ Lily nó quay uống bia không? Cho em uống chanh. Cho em về xô hàng với chị Hương mà. Ở đâu? Nó quay chị Hàng đó để xô hàng cho chị Hương. Trời ơi. Nó quay chị Hàng để xô hàng cho chị Hương. Trời ơi, đó để tao làm kiểu nha. Mất chị Hương đi. Để làm kiểu luôn. Chồng mấy anh em nói chuyện nào đó. Nó quay đùi tôi không nổi. Đó, quay cái đùi của Hàng. Anh Đi nó quay đùi tôi cho mọi người. Anh Đi, ơi anh Đi. Nó kêu chị Hương ốm vậy. Bọc cho bọc. Trời ơi, bữa đó. Bữa đó sinh nhật của Hàng, cái Hàng mặc sườn xám, anh Khanh cứ nhìn phóc đùi cái Hàng hoài. Có chạy lên miếng không? Bởi vậy Hàng hỏi ổng theo hỏi, anh Khanh trúng gió không? Trúng gió không? Ổng này không có trúng gió, đẹp quá. Không biết ông Khanh chồng không? Rồi xôi rồi, không sao. Bây giờ là... Tôm bỏ chưa? Bây giờ múc rồi, đặt cái gì vô múc. Múc cái gì vô đây, nấu bún nè. Bún bò mây nè, mây mây á. Mây mây thì từ từ múc, múc đi, múc đi rồi xuống dưới. Rồi bỏ mì vô. Quay đi vòng vòng qua đây nè, đi qua đây, mình quay vòng vòng. Thấy mấy em đang lạnh. Để đi. Cái lẩu không có gì mà ngọt dữ vậy? Thấy không? Thịt bò. 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 Cũng chúc mừng cho chương trình nè. Mày giờ đây đây. Chúc mừng chương trình nè. Chú đi dùng á. Chúc mừng chương trình. Chơi 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 chơi. Can you give me one, one, one moment?
Rồi miếng ăn luôn miếng. Ăn ăn đi. Miếng bút lẩu ăn đi. Có rồi. Alex ăn đi. Có rồi Alex. Có hết rồi. Ai đã bị chỉ ăn nó rồi phải gì đó. Ồ, xí đồ. Củ cải đổ. Củ cải đổ. Măng á. Ngon củ cải trắng. Củ cải á. Lúc củ xí đồ. Này ăn sống. Quay. Cay nha. Cái mấy món ăn này toàn là cay không nha. Ăn bên kia không có cay, bên kia không cay. Cái lẩu cay. Bên kia tràn qua bên cay rồi. Nó tràn qua lộn xộn hết rồi. Có cái cũng cay thiệt chứ. Ừ. Đó, đừng bỏ thiệt. Cay lắm, bỏ ra dĩa. Cay lắm. Bây giờ húp miếng nước lẩu vô đi. Bưng húp miếng nước lẩu vô cho nó ấm tới ruột coi. Ừ. Ăn được. Ừ. Hết rồi. Chắc ăn bà trước ai giúp đấm nè. Ông nếu múc ăn
này giống như nấm đông cô, nấm đông cô. Đưa cái tô đây. Ai muốn ăn mì thì bỏ mì vô, lấy lít cục thịt ngang. Đó hả, ai muốn ăn mì chuẩn mì. Nếu ăn cay không? Không ăn cay ha. Ăn cay bỏ mà. Ăn cay không được. Ăn cay được không? Không đâu, ăn không ăn cay cũng được mà. Cay vừa thôi, nó hay cay lắm á. Nếu ăn được. Dạ. Trong ngưng. Ủa, vậy là hai bên cay, bên không cay hả? Đúng rồi. Nhưng mà tràn qua rồi. Bên Mỹ, bên Mỹ. Tràn qua cũng một chút à. Chửi ông vụ hút thuốc. Cái gì mà vừa dục nó lại tới. Ông nói làm cái gì mà hung dữ dữ vậy. Bây giờ vừa buông xuống là dục là đốt thuốc luôn. Đốt điếu thuốc là sao. Nghe đà qua đúng luôn. Tại mà ăn cắm vậy. Muốn quỳ lại. Ông nói muốn quỳ lại rồi đó. Cái gì mà hung dữ vậy. Nè đúng rồi chứ cơm lại. Ông nói trời ơi thiệt. Ông vừa dục điếu thuốc này là thấy có điếu khác rồi. Ông nói điên sao được. Tại còn à lệch bữa nay thì hằng nói là ông già Noel không có được hút thuốc nha, cũng nghe lại không hút thuốc. Phải không, ông già Noel bữa nay không có được hút thuốc. Cho nên hút có 1-2 điếu à, không nhớ. Một điếu à, chỉ có 1 điếu à. Nói ông già Noel đỡ đứng hút thuốc người ta thấy kỳ. Hay quá. Hay thiệt ha. Thì thằng này nó không ăn cay được mà lại lỗ cay. Cay xé miệng quá. Chàng qua ăn cay. Anh này nó không ăn cay. Ủa hồi nãy mình kêu lỗ cay không hả? Ở bên cay bên không cay mà chàng quá. Ờ, vậy hả? Bên chàng quá. Bên nào là không cay? Bên này cay à. Ăn gì? Ờ bên đó là không cay hả? Dạ bên này dạ. Ờ vậy là bên ăn đi. Không hồi nãy như mút lộn của anh thì là cái đó cay đó. Đổ lại đi anh này. Đổ lên đây nè. Bên đây không cay. Bên này nè. Bên này cũng bất cay chàng qua thì cũng cay rồi. Đơm vẫn là lá tụ. Rồi. Mà đỡ. À rồi mút bên cái không cay đi nè. Cay quá. Cay quá trời cay. Nó không ăn cay được. Ăn chicken nè. Ok. Đây nè, múc bên cái không có cay đi. Đứng vậy, đứng vậy. Đổ này ra đó. Cay quá chịu quá mỏi. Trời, nó đâu có ăn cay đâu, nó không ăn ớt. Ok, thank you. Nó không ăn ớt, đi ăn cái gì cũng vậy chứ á, nó không ăn ớt. Ê, nó có cho mình muỗng không vậy? Mình thấy muỗng ha. Muỗng để ăn súp á. Cho em cái muỗng ăn. Con đựng rớt, giữ cái muỗng ăn. Muỗng chưa ăn mà. Cái muỗng này nè. Không đi giờ lên bờ là không có suối súc miệng mỗi ngày mà. Biết rồi, tao đâu có ghê mày đâu, mày ở đó mày giải thích. Dưới 1 năm thì nó sợ mình ăn cái muỗng đó, nó lên bờ nó có súc miệng mỗi ngày. Trời ơi, mình lâu mình đạp xe đạp qua thôi, bên tu lì có 2-3 già nữa, 2-3 già nhìn cái mặt mình sợ. Trời ơi, nó hai má con hiếp dung em. Cay quá chàng ở dưới đó lắm. Cay hả? Bà vớt mấy cục ớt bỏ ra đi. Bỏ đâu giờ? Móng cổ. Cay 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 dẻ. Chứ mà không sao, trời đang lạnh đó, mình ăn vô tự động là hồi là tao nói là lột áo lạnh hết bây giờ. Lột người lách về chửi chưa nha. Ly đang đi làm á. Em giỡn mà. Không có. Ly đang đi làm á Ly. Anh em. Vô. Vô. Happy New Year, Happy Christmas. Chào sân, chào sân ba chai. Ăn uống chai rồi. Đập ông chết giờ ba chai. Mỗi người có một chai rồi ba chai. Này xin chai cho ba chai. Còn nó cũng lý anh toàn là trà nha. Còn lúc nào cũng chạm rồi bữa bếp đề mất rồi chạy đi lấy ớt bò xa đờ nó cũng. Không cần, không cần. Anh này cười không ạ? Hôm đó lẩu tôm hùm ngon á. Ờ chín rồi. Ờ. Lẩu ngon, bữa lẩu ngon á. Mấy anh em này ăn quá trời luôn. Khoan bữa lẩu bất đề ngon. Dạ, ăn rồi có được tô gô về đó mà. Cay vừa vừa thôi miên ba xì. Với toàn là một tin ba xì. Cái bạn nó có quen cái ông nhà hàng Bebu nhà đầu chủ đầu bếp đó kêu cũng làm. Trời mềm kêu. Cũng làm chay thôi mà kêu cũng làm đó. Này chưa đi ra đó. À, mì cay dữ. Mì nó chưa có chín. Nó cay quá ha. Trời ơi cay mông cổ cay. Ê nãy phải biết vậy mình kêu nó bỏ mì đường cay thôi. Nhưng mì chưa chín hả vậy? Nãy kêu kêu lửa cay nữa à, không bỏ vô mà. Cái lửa mình tự dặn lửa hay gì vậy? Tự tắt lửa hay sao nó hạ lửa à? Nè anh ấy múc cho em miếng nước mì nó chưa chín nó chàng. Ăn nó dai nó. Chưa chín. Chưa sôi hả? Lấy rau. Lily ăn nó em ăn bắp đây đấy lấy rau ha. Dạ. Rồi dạ lấy nấm nha. Ủa gì vậy? Trời ơi. Trời. Nấm này cũng hết lạnh liền đó. Ấm liền á. Ăn nuốt cái bụng là ấm liền á. Thịt dê vô còn ấm dữ.
Ông dành vậy chứ ông nói một câu mắc cười lắm á. Ông nói dê vô còn đóng dữ. Dê vô đóng dữ. Đàn ông không dê vợ không khen. Đàn ông không dê vợ không khen. Ông danh người thấy không? Đây đây rau mạnh như okay, súng yeah, yeah. Mạnh như okay. Súng phải không anh danh đàn ông không bỏ vợ chê đàn ông không bỏ vợ chê ừ. À. Mạnh như súng phải không đó mạnh như vợ hiểu gì không mạnh như vợ ha sao hiểu hiểu gì hiểu sao không hiểu gì hiểu gì nói nè rau chàng giao vậy. Thấy kỳ ngang qua gần thấy nó đi ngang qua mặt đồ á. Xong rồi chị hàng tới rồi nó cái gì qua lại camera dàn vậy, đi quay nó không biết. À kỳ á. À có chứ. Thấy nó đi qua đi lại xong cái có nhận quà luôn mà. Nó nói hai anh đi. Có nhận quà luôn mà. Có nhận quà luôn. Nói còn nói Merry Christmas cô Hằng mà. Nó đi qua bữa lần chị đem camera nó thèm camera chị cho đi qua vậy. Kỳ á. Kỳ vậy. Ông gặp hàng ở ngoài thư viện ngày hả kiến xe xuống nói chuyện hoài à. Nhưng mà cứ kiếm chuyện nói này kia mà hàng chị nó ok anh sống tốt hàng mừng rồi. À, còn hàng cũng nói đại khái một cái câu hàng lái theo. Sao nó đủ mực xưng tên đi không? Nó không dám lên tiếng nữa ha. Trời ơi đâu dám nữa kìa cho người sao lên. Đâu có dám. Trời ơi nghĩ nó lên nó để lên anh em để lên xong. À. Để mỗi người một miếng nước miếng nó chìm dưới biển rồi. Mỗi người một miếng nước miếng thôi là chìm dưới biển. Không dám nhìn nó mặt á. Thấy gì không có ai á, nhìn với mình nó không dám đâu. Dạ, ổng không có xét đâu. Ổng hết xét rồi. Hết siêu quắc rồi. Mỗi cũng té rồi. Khỏi lần nữa. Không dám đâu. Không dám đâu. Chỉ có sủa là... Không mà kệ đi, đâu có muốn đánh ổng đâu. Ổng đâu. Ổng có muốn đánh, ổng có muốn đánh đâu. Nó chỉ có thằng bè lắm. Yeah. Không phải là đánh. Tại mấy ông đàn ông thấy nóng giận chứ hằng không có nóng. Bữa kia hằng không nói chuyện với đàn bà vậy. Hằng la lại hằng nói bây giờ ông ra không chửi tôi vậy hả? Bởi lúc kia đi cũng nói trời dù sao á kỳ chú đàn ông mà vô chửi người ta nhiều. Chửi này tại đó nó nhìn đâu mặt nó không có mấy người có mấy người lại dám chứ. Coi mấy người hiền nó mới chửi nhảy giật nó vậy. Cái này chưa chín lắm để cho nó giống như chín lại cho ăn chầu rồi em biết em nghĩ bữa đó mỗi người vỗ nó bả nước miếng à mỗi người một nước miếng nó cũng chìm dưới biển rồi nãy ngang luôn thấy thấy nói chuyện là hai chị hành phát như thế dạ 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 là tiếng phổ thông. Tiếng phổ thông. Còn anh nói tiếng Quảng được. Ủa, Quảng tiếng Tiều. Tiều cũng biết. À, tiếng Quảng anh nói hai tiếng tiếng Quảng, tiếng phổ thông. Họ giỏi rất nhiều. Còn Dương Á với lại Quách Tĩnh rồi Hoàng Dung. Trời cay quá trời luôn. Mặt lỗi lên trên trên. Năm ngoái mới năm cuối năm ngoái mới lên đây. Mới lên. Đi ấy vậy. Ờ lên cho mấy con nhỏ bên trên Facebook á chị. Ừ, mà coi gì có mập béo gì đâu. Đang ở đây coi gì đâu có mập khỏe gì ha mấy anh. Heo rau, ở gì heo rau á, đi chạy sẵn trong cái. Nó coi gì đâu có mập khỏe gì đâu. Coi vô đó có sâu hàng. Nhưng mà sâu hàng nhưng mà cái mặt sao? Không quay mặt. Không quay mặt. Oh my god. Ê ok bây giờ hỏi nè, thí dụ như cái mặt đẹp mà cái body không đẹp hoặc là cái body đẹp mà cái mặt không đẹp thì mấy ông chọn cái nào? Mua cái body, cái mặt sửa được, mặt không có ăn được. Cái body sửa được mà. Đúng cái body sửa không có riêu. Cái body cũng sửa được nhưng mà nó không riêu bằng cái mặt sửa lại ok, còn cái body đừng có sửa. Còn nếu như cái mặt người ta đẹp, cái body người ta đẹp luôn thì sao? Thì hết sảy. Ăn xong rồi sảy. Bữa nay trắc nghiệm phải không này? Ăn canh á. Vậy là hết sảy luôn. Ăn canh thì anh canh thấy á. Là hàng đẹp, hàng không phải sửa gì hết trơn. Là cái body. Trời ơi, em nói thằng nói không phải để nói vậy nè. Uống rượu vô nó nói cơ bờ đít nó hoài. Chết rồi. À. Anh thấy anh mũi khen không thình rám hay là uống mình ăn đó. Anh mà khen cái cỡ lắm 500 anh em nó đó. Sao ai khen em chứ trời. Ừ trời ơi. Lúc có body belly kìa. Belly dễ thương. Yeah. Ông Trinh á, ổng không có đi mẫu giáo nên không có biết bông hoa này là của chung. Ông cứ đòi nặng mình à. Ừ. Chủ hàng riêng mình. Thời gian, thời gian. Một cái nhéo ổng á, ổng tiêu ra rồi. Ôi là trời, ổng thắng rồi. Thắng rồi, ổng thắng rồi. Cái hàng của mình tài xỉu. Một câu hay thì lâu lâu bông này để mình ngắm chung mà ông cái mắt này ông bất 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 chồng luôn.
từ cổng đó. Từ cổng à, tham chứ là chú không. Nói là ông Trinh không có đi mẫu giáo cho nên không có biết cái bông hoa này là của chung. Ta đi chung mà ổng không tắt đi riêng. Riêng à. Ý ông Thắng từ đầu đâu hết, bị ông cậu bên đi. Tự nhiên nó giành mình à. Chơi về chơi với ai chơi với à, cái bông phải. Hoa này của chung chơi vậy chơi em ngắm vậy giờ ông giành có mình ổng. Sâu quá trời không? Đúng rồi. Sâu quá trời sâu em. Bạn đúng không? Đúng không bạn? Tôi chơi bên này. Nó đúng nha, Toàn nó đúng nha, Toàn nó đúng nha. I don't know what he talking about. Anh Toàn nó không hiểu mình nói mẹo đâu. Nó không hiểu tiếng Việt đâu. Hỏi Alex nó hiểu không? Alex hiểu không? Alex hiểu không? Alex không hiểu, anh đi hiểu chứ Alex không hiểu. Dạ Alex cũng hình như cũng không hiểu. Bông của chung ngắm mà. Bông của chung. Đó là bông hoa của chung. Bông hoa đấy. Anh mà nhắc về là không biết cứ cái sát chết bao nhiêu người. Biểu câu hay nè. À lâu lâu. Okay. Can I get one coke? Quân cốt. Bây giờ nó lại hối mình ăn giết đi 5 giờ đâu cũng. Nó nói là nó bếp đóng cửa. Bếp đóng cửa 5 giờ rồi. Nhưng mình ăn thì từ từ. Ăn từ từ. Ăn thì từ từ. Nhưng mà bếp mình kêu thêm là không có gì đó. Không có kêu thêm món. Bông hoài đường vẫn tháng tẩy bạ. Mấy bạ là ra đứt tay. Mà hoa của chung món đôi hai. Hoa của chung này sao nữa. Bên này bác nội này điện quá trời. À là chung à, của chung yeah. Ngắm thôi à. Bông hoa này của chung mà ngắm thôi à. Không nôn, don't touch. Nhắn vậy thì đụng chạm nhưng mình sẽ hát không? Hát, hát đi à. Ra vườn hoa em chơi em có thấy bông hoa xinh đẹp nhưng có chơi mà ngắt vô bông hoa này là của chung. Nghe lời cô em ngoan em không thấy một bông hoa này hoa sắc thắm nhìn em hoa cười nhưng cụ dặn em đừng có hai bông hoa này là của chung. Ôi trời, cho anh nát thuộc cái bài đó chứ tôi không thuộc. Không, tôi hiểu cái bông này là của chung là cũng nhớ mang nát được mấy câu nhưng mà không có thuộc hết, mà ông Thắng thuộc hết luôn. No, em muốn nghe các bạn nha, đó ghi một giá. Đúng rồi, em trồng vàng bông trước cửa nhà cô. Em vàng một cây cho cô giáo hiền à. Vàng bông lên như phe sắc hương, như ngọt ngào thơm là cây bông hồng. Wow, giữ tay, giữ tay. Làm đó, em giáo mà. Bữa nay là mấy anh em nhớ lại tuổi thơ mẫu giáo nha, hát toàn là mầm non không nha mọi người. Không dám đâu em còn phải. Không dám đâu em còn phải học bài. Rồi anh em nào còn bài mẫu giáo hát tiếp đi. Hát tiếp coi. Mẫu giáo hả? Bài nào mà cái tuổi thơ mẫu giáo đó nhớ, anh em nào nhớ thì hát tiếp đi. Rồi vô cái. Rồi thằng vậy vậy. Mẹ quyết mệt nha. Mẹ quyết mệt, mẹ đi quyết mệt, mẹ đi quyết mệt. Yeah. Chạy muốn chạy. Không cần nhiều. Sao biết? Ít ít thôi. Nó chưa chín á. Chín rồi. Chín rồi. Mai tôi giòn. Chào trai. Mình buổi không chào. Rồi thôi đủ rồi em không lấy nữa đâu nha. Thank you. Em mệt kiếm mì luôn. Để qua đây cho cay, hai cái cay cay. Nên nhiều quá. Năm tâm cô. Nhiều quá nó cực. Không, bữa nay để hàng trả nha. Không. Không, mấy anh em đi vui bữa nay ngày Christmas để hàng trả. Không, anh canh trả. Không, em nói rồi. Anh canh đi làm, anh
lãnh lương anh Canh đẩy. Bữa nay anh Canh anh đẩy. Trời nào giàu quá. Không, để em trả. Nay là lễ lớn để đi hàng. Để em trả, để bữa khác em. Dạ bữa nay ngày lễ để em trả. Mấy anh em đi chung bữa nay. Rồi xong rồi đi ăn uống, bữa nay để em trả. Ok. Ha, khỏi có ai đứng ra dành gì mất công chạy tới chưa lui dành kỳ lắm ha. Em nói để em trả thì khi cái bill tính tiền lại để em trả. Ok. Rồi, nói trước rồi không có ai dành nữa. Bữa khác. Anh Canh anh Canh phụ ông trả bill cho ông mướn tiệm chỗ giật luôn. Đi nói sao ấy. Giật giật. Mới giờ có tiền giật luôn kìa. Giờ mình muốn chơi nổi mà. Giờ sao giờ? Rồi, bữa đó cảm ơn cũng nói chứ muốn chơi nổi. Cảm ơn chị Hương. Cảm ơn em Như. Nói chứ lên tố cáo đi, chị Hương lên tố cáo cộng đồng mạng rồi thôi. Mà bữa, đó, bữa đó anh Canh hơi buồn cái là anh Canh đem con rằm về cũng được. Ủa, ok, sao vậy? Anh Canh không đem con rằm về. Cãi nó lên, cãi nó mình như vậy. Con rằm là của chung nữa. Con rằm là của chung. Của chung nữa, không đem về được. Rồi. Không, bữa nay công nhận ông Thắng ông nói cái câu ông phát biểu anh đi á, có điều không có gì mang về được hết á. À cái gì à? Chỉ có manh thể nó mang về được không? Bông hoa này là cuối chung. Ông nói chuyện nhiều câu, nói chuyện mình nghe vui thiệt. Ai nói gì nói mà đến tin rồi. Không phát biểu một câu. Bông hoa này là cuối chung. Không, trên không có đi mong giáo. Ai có quyền ngấm ngấm có tội. Bên đồng thất. Trời ca vậy mà là mấy anh, mấy anh nó rất là sung sướng không? Dạ. After em xong rồi em đã quật ông một trận xong rồi sao đi chị Hằng á, ông vô hồi xưa đi với Hằng là ông thích không nghe. Ồ, em đi nó bị một chấm á, bị một chấm đánh. Ừ, mấy đó mình không thích. Đó, bị đuổi không cho tới luôn à. Thôi giờ mình nói chuyện ăn vui đi. Đừng nói người khác nữa. Đừng nói mấy tên người đó. Bông hoa này là của chung. Dài quá vậy. Bông hoa này là của chung. Không mà lúc trước á em đi anh chuyển á anh lúc nào cũng chuyển mà anh chuyển anh làm giờ mới thuyền lúc nào cũng xin hết anh bảo bây giờ anh tỉnh táo rồi chút xíu rồi anh nhớ lại lúc trước anh. Bữa nay ăn ngon không anh Danh? Quá ngon. Dạ hả? Rồi sao mấy anh em bữa nay ai cũng ăn ngon không? Vậy rồi đi một bữa nay rồi đi làm một bữa từ thiện trong ngày lễ Noel vậy có vui không? Vui quá vui. Ai cũng vui ha. Dạ yeah, đúng rồi. Nếu mà không mưa thì còn vui hơn. Đúng rồi, không mưa là vui lắm, không mưa là mình kéo nhau. Rồi, vui không rồi chị Hằng. Mấy sao chị Hằng web shop cho anh em ngắm được rồi. Đó thấy không mọi người. Thật ra là khi mà Hằng đi ra đường Hằng sửa soạn đẹp là mấy anh em thích vậy, để mấy anh em thích ngắm. That's right. Sửa soạn cho các anh em cười. Là đây sửa soạn cái mà không ngắm, mà không khoái, mà không cười là mình vui thôi. Cho nên mà miễn là tập trung không mấy anh em là không nha, không có được nào dành mình nha. Không được nha. Không được bức, tại bức. À, không có được hái bông hoa này của chung. Đó, nói xưa. Không có đi mẫu giáo à. Mà hiểu. Ông đi lúc. Ông đi lúc. Đông thất. Đông thất. Ông biết nãy giờ sao nín tin không nói tiếng gì hết à. Ông chạy tay mới vậy nha. Anh biết cũng chạy luôn. Ủa anh biết mệt hả? Ông đi lúc. Không có. Ủa cái lỗ mũi anh làm gì đỏ dữ anh biết. Không biết tự nhiên. Nó lạnh quá. Ông chịu lạnh dở lắm. Ê, hồi nãy lạnh như vậy sao không lấy cái nón ấm kéo suốt bít cái lỗ tai. Bây giờ tốt mồ hôi nè. Ờ, giờ tốt mồ hôi hả? Giờ ăn lẩu thì tốt mồ hôi. Ông lạnh quá thằng chi nãy cứ rốt nước không dục, rốt hoài thằng chữ. Đụng cái đó. Đụng cái gió hả? Tại vì cái này nóng, trời ơi, mình nó nóng rồi. Cái này dê chứ. Bò. Cái dê lắm, cái dê. Cục nào mà dê. Chia dê hồi nãy cái nướng này hả? Ủa, cái bao tử cái gì nó dai dai ha? Bao tử bò hả? Ờ, squid. Nó cái đó là ngon cái này gì đó lá sắt không phải lá sắt Oyster đây là không phải tôi mới rung luôn tending gân của gò á gân á gân đúng rồi thanh rồi gân đúng rồi những ớt cây cay dễ sơn dry á của đường dry công nhận lạnh mà ăn cái lẩu cay vô ấm bụng liền ai cũng ấm hết liền hôm nay mưa mà mưa lạnh phải biết luôn á
chị Phương nha chị. Ăn xong là nãy giờ ngồi thư viện ở đâu ăn cho bác. Ăn xong là có đâu có ngồi đó luôn đâu. Bộ na bay đó là nó dặn. Ủa chảy nó mũi rồi đó. Chảy mũi ngô với con trai. Không chị thằng có. Ăn hả cho nó đi. Thằng có nè. Đó là chị gái mà chị bệnh. Chị gái. Chị ấy nói tiếng Quảng á, nói tiếng gì á, nói tiếng Quảng không này đó, lấy lê đũa ra đó, đó tiếng Quảng đó là Quảng Đông á, tiếng Quảng Châu miền Quảng Nam. Không biết được, đọc không được. Chỉ biết nói ăn mì ăn nhỏ phải giải phóng vô hết tộc luôn. Giờ mặt nắp bình thường luôn rồi. Uống nhưng bây giờ nước xíu à? Bia uống vậy, có uống vậy mà không uống giờ uống nó cũng biết. Anh Thanh hết chai của anh Thanh hả? Thật đậu uống không được, đưa qua ăn. Ôi là con trai nó kêu em trai hả? Đâu có đâu gì đâu. Nó uống em đi. Cụ em nhẫn nó. Dữ vậy? Anh mẹ đi, cái khóa lại tất cả mới lại lớn mà. Lớn mà, thông cảm nữa. Lớn nữa. Lớn mà. Cái đó. Hết năm rồi. Coi như năm nay uống, năm sang năm không uống nữa. Tôi như da sang lên lấy cái con kia mà da trắng nó có mấy người có rồi nó mấy người một cái nữa một cái da lấy cái gì mà vàng hả hả ờ da sao bưng hết thùng tôm lên đi Ly sao đi che dù đi lại che dù cho anh đi a lát che dù cho anh đi quên mô nè ô tại vì ở đây mắc qua cái thằng nào cái vụ đâu cầm xuống đi cái vụ cầm xuống đưa cho anh đi nó che đưa cái vụ che đưa cái vụ cho anh đi nó che đưa sao áo mỏng mà trời ơi mỏng rồi mày ướt nhẹp mày nghỉ đi anh đi ướt hết hai người coi như cái lẩu mình bán cũng không có ế đâu. Ủa còn cái đó là cái gì vậy? Cái củ cải trắng, củ cải trắng, củ cải bào á. Bỏ vô luôn đi ha không? Hả? Bỏ vô luôn. Không ăn. Không ăn bỏ luôn chi phí. Ai cũng nghĩ hết à. Cay quá ai cũng nghĩ. À hả, cay quá. Tại vậy mà cái gì? Ừ. Đâu cay đâu. Bên không được bên kia. Anh này cay quá nó cũng không ăn hả? Có mấy cánh gà cay quá kìa. Bỏ hết. Còn ăn cây tí nè, cây tí nè, nguyên tí luôn. Không ăn nữa. Không ăn. Ok. Hả? Đó. Ăn được không? Ok. Luôn. Chủ lại đưa cho mình cái gì. Đâu phải là về trễ là ông chủ đâu. Chủ á. Không phải, xuất ra sợ khóa cửa. Chủ về sớm không mà. Chủ là về sớm không mà. Những người mà con về trễ là công dân á. No, then today was how they supposed to close to your house already. Ba nhiêu đứa rồi đó cửa ơi. Nhưng mà ông mở trong này nè. Đây chắc lâu lâu cũng thấy mình kéo vô. Mà coi trên... coi mấy cái clip mà coi trên comment á thì có người nói là Toàn với loại Andy giống nhau à, có người nói là không có giống thì bây giờ ông Thắng ông thấy giống không hay là ông giống thấy giống giống không không giống hả cái đó là đựng nước á người Mông Cổ đi ngựa đựng nước trong cái này nè không ăn nước rượu đấy phải đâu nước đâu rượu đấy thôi ông đi ăn coi phim Hồng Kông vậy mình lấy cái đấy để em lấy mình, cái rượu đấy rượu cái đó rượu trắng rượu thì mẹ ăn có hàng có ba lần không đủ em tính trả rồi đủ thiếu nào ông nói 350 nó kêu là năm chục có cơm trả để bữa nay ăn trả được rồi có 300 trong túi phải không dạ mày nghĩ sao phải không không gà thì
chừng nào làm lại? Thứ hai làm lại. Thứ hai làm lại coi như nghỉ mấy ngày. Thì anh đi làm á, anh có tiền á, anh cứ gửi em. Đó, anh không. Tự nhiên hổng gà lãnh luôn là trả tiền phòng với lại dư trong túi là 300 mấy phải không? Trả tiền phòng rồi phải không? Vậy là dạ. Tiền kia là có dư rồi đó. Còn y nguyên đây. Thì cái tiền kia đầu tháng cái nó vô rồi. Nó vô rồi. Giữ vậy đi đó mới có dư mẹ biết sao không? Cái tiền kia đó. Miếng ngoài trong. Là tiền kia nó vô. Miếng ngoài trong. Tiền kia nó vô á. Là anh rút đi, ra nó lộn anh đi rút ra hết đưa cho Hàng giữ tại vì nó nói xong này dư Thank you very much. Thấy với thấy hàng thấy lì. Quay nè. Ok rồi. Anh Huy gửi cho Mỹ Dung chăm bên Việt Nam đi giúp nấu cơm để cho chị Dung. Tâm không? Tâm hú tâm không? Tâm. Má anh em mà như vậy cũng ok rồi. Để cho chị Dung bên kia nấu cơm. Tại thấy chị Dung nấu cơm cho từ thiện bệnh viện đúng không? Có nghĩa này khó khăn. Ủa mấy anh em mình tập trung ở đây mà. Tập trung cái phía sau nè. Không đủ để mà từ giả đi. Cho không đủ để cùng người giả cho. Anh bé lùi ra chút. 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 Ba miếng tâm sự gì á? Tâm sự là mình không đủ. Ba hỏi ba miếng là thấy hết chưa? Thấy dễ sai em. Lấy hết rồi, dư luôn ở trên kia kìa. Ok rồi, bây giờ Hằng xong rồi. Thật ra cái ngày hôm nay đó là đi mấy anh em với Hằng là đi hết một ngày rồi. Rồi xong rồi cũng đi vô ăn lẩu cũng xong rồi. Anh đi ra đây. Anh đi là lâu lâu nó mới được đi. Cho nên là hôm nay là xong hết trơn rồi. Bây giờ cùng nhau ăn lẩu cũng xong rồi. Rồi bây giờ là đi về. Tất cả các anh em nãnh ai nó về nhà nấy và thưởng một cái ấm cúng với gia đình. Anh em nào mà không có gia đình thì về mở tivi lên và góp một cái ly rượu đỏ ra uống và Merry Christmas. Anh có anh Toàn với lại là anh Khanh là không có anh Thắng luôn có anh Văn thì về có chị Duyên anh Mé không có anh Huy không có. Nói chung ở đây là hoàn toàn là mấy anh em là một mình rất là nhiều nha mọi người. Màn này về nó có gia đình ấm rồi. Alex thì về chung với nhà Hằng thì cũng có trong một nhà cũng có gia đình ấm rồi. Rồi Lily cũng gia đình ấm rồi. Anh Văn thì có chị Duyên ở đây là anh Thắng anh Khanh và Toàn và anh Huy là coi như về là một mình phải không? Mấy anh em này là về một mình đó, coi như là lạnh lẽo nhưng mà hôm nay đi chung với gia đình Hằng Kali cũng ấm rồi. Một ngày hôm nay rất là ấm và rất là vui, thật sự rất là vui đi chung với mấy anh em hôm nay rất là vui luôn. Tay gì lạnh quá vậy, nói ấm tay lạnh gì. Rồi á, xong cho nên là bây giờ ngày mai đó thì mấy anh em mình nếu không có làm gì ngày mai anh bận phải không? Để con đi chơi. Ok, ai có gia đình riêng thì đi chung với bên gia đình ngày mai hay gì đó. Còn nếu không có thì ngày mai tiếp một hàng xã ngủ tiếp các anh em. Ngày mai đi đâu? Mai đưa con tối nay đi mời. Tối nay hàng về hàng xã cho một cái cho các anh em là ngày mai đi đâu. Nhưng mà đặc biệt ngày mai anh Thanh phải là không có bia rượu. Ủa, ngày mai anh lên đây cho thấy mặt như thế này, nó nứt nứt ở đây không nổi. Đây coi. Anh đặng ra. Ok rồi bây giờ đó okay. Là cho thằng này giữ nắm tay tôi cứ nhắc tôi mỗi người nhanh chung rồi nhưng mà cho Khanh nói một câu là cái quần này chắc cũng mắc tiền lắm á chứ không mua ở trời trời á đó cái quần đó
cái quần này chắc phải mất tiền lắm mà. Còn sao hả trời trời? Không phải mua trời trời. Học vô. Giờ anh Khanh luôn với trời kìa. Nhưng mà nổ quá, nổ quá. Nó ta nó lạnh nó. Nổ quá người ta la lần đầu tiên mua trời. Chưa bao giờ đổi này. Mà tôi á thì tôi thích hàng mặc mấy cái quần vậy nè. Thấy có. Thấy không nói ra là biết chứ. Ok. Ly. Ly ơi. Ly ơi, sai lại đó chưa? Ok, ta biết về đi, ta biết. Chào, bye bye. Ta biết về hướng kia rồi. Đâu, đi về hướng này. Dạng đó, dạng đó. Ê, 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 dạng đó. Ok. Bye bye. 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 Trời ơi, thì của hàng sáng đó. Đổi đổi sắp về. Lần thỏ. Về đi. Về đi. 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 Rồi, ok, bên xe đây. Rồi. Xe mình đi 5 người. Trời ơi. Bây giờ một mình là mấy người, 5 người hả? Ờ, đó, nhìn cái xe như thế nào. Đi, lẻ lên. Nhớ anh Cường. Chân gì á, nó chân gì á? Chân gì không làm đâu. Không lạnh. Trời ơi, cái chân tao trong một lớp vớ da người rồi, mày tưởng là không có vớ hả? Một lớp vớ trong rồi, rồi mấy cái đôi vớ dưới vậy à, cho nên nhìn thấy tưởng sao là thịt chứ không phải thịt, có vớ rồi. Nó tưởng đâu là cái hàng không có mang cái lớp vớ trong cho nên là lạnh. Ở trong có một lớp vớ rồi đó. Yeah. Mưa ở đây lạnh lắm nha mọi người, bao nhiêu độ ngoài? Độ C nhiêu nha, độ F là 49 độ ha. Mình coi lại độ C, 9 độ C nha. 9 độ C, 49 độ F. 9 độ C là thành con C. Hả? Không, hàng quen trước rồi. Cho anh mía mà giải lao chút đi. Thiệt là tội nghiệp. Mía ơi. Đó, về hát rồi kìa. Ở trong túi có thuốc chẳng không? Không thuốc nè. Có thì uống luôn đi. Uống luôn đi, về tối có uống. Thiệt chứ bộ. Nhắc ổng uống rồi tối về không có uống. Ổng phải uống viên thuốc mỗi buổi tối ổng yên. Ổng uống không có được. Giờ hát á. Còn Lịch buồn ngủ hả Lịch? Ừ. Sao nghe vô ngáp buồn ngủ hoài à? Chưa? Nhưng mà nãy giờ lúc nãy đi vô thì thôi nhớ người ta lấy người ta đổi. Không nhớ. Nãy giờ lạnh cả buổi giờ mới đổi. Thì nãy đổi nón kia chụp hình tôi dòm vô nón tôi mắc cười bà Ly. Thấy dòm vô thấy mông cổ mắc cười. Không dạ nó ăn đâu. Cái bịch đó hả? Cái bịch đỏ hả? Bên này hết rồi không? Hết rồi. Hết rồi đúng rồi. Còn cái bịch không ha? Bịch lớp sau đó. Đổi đừng mất đi rồi. Hay ra mình để cho năm tới. Đây nè. Không phải. Không phải, có đâu dưới đất á. Mình thay ra mình để dành cho năm tới mình cột, mình đi bộ quải mới vui mà ngày nay mưa mình đâu có đi bộ được. Té ra không có quải gì chứ không vui. Chắc gớt đâu đó đó, ngồi nhìn xe lại kiếm. Có mua lớn chị coi kìa. Không mua lớn không? Không phải chắc rớt đâu dưới đó đó.